Giá cà phê hôm nay ngày 30 tháng 7, Robusta cao nhất tháng 7 năm 2022, trong nước vượt 44.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay ngày 30 tháng 7 trong khoảng 43.600 đến 44.100 đồng mỗi kg. Báo cáo kinh tế Mỹ suy thoái khiến Arabica tiếp tục giảm, trong khi tồn kho thấp lại đang hỗ trợ Robusta lên mức cao nhất trong vòng một tháng qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 43.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 44.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 44.000 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đán Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 44.000 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 43.900 đồng mỗi kg ở Đá Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 44.000 đồng mỗi kg, chứ Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 43.900 đồng mỗi kg, còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con tum được thu mua với mức 44.000 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2022 tăng 15 USD tấn ở mức 2.030 USD mỗi tấn giao tháng 11 năm 2022 tăng 14 USD tấn ở mức 2020, 8 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2022 giảm 1,2 cent 3, ở mức 217,2 cent 3, giao tháng 12 năm 2022 giảm 0,8 cent 3, ở mức 213,8 cent 3. Trong phiên cuối tuần, thị trường cà phê thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều báo cáo kinh tế Mỹ suy thoái và USDX sụt giảm tiếp tục khiến Arabica giảm trên sàn New York. Còn giá cà phê Robusta tiếp nối đà tăng do có thêm báo cáo tồn kho London vẫn còn đứng ở mức thấp, và đồng rưu mạnh lên đã thúc đẩy người Brazil bán cà phê xuất khẩu chậm lại. Hiện giá Robusta đang cao nhất trên sàn London trong vòng một tháng qua. Tại thị trường nội địa, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng, vượt mốc 44.000 đồng mỗi kg do nguồn cung khan hiếm vào cuối vụ cà phê là một trong 13 mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam. Ngành cà phê đóng góp 3% GDP cả nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 600.000 hộ nông dân. Tuy vậy, hiện cà phê nhân từ Việt Nam đa phần là cà phê Robusta có chất lượng thấp, việc cạnh tranh về giá rẻ không còn phù hợp. Như tại thị trường Anh, để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người Anh cũng như muốn thâm nhập sâu hơn vào thị trường này, doanh nghiệp cần đầu tư sản xuất cà phê Arabica chất lượng cao từ những vùng trồng quy mô nhỏ hơn, có khả năng quản trị tốt hơn, có khả năng truy xuất và phát triển bền vững hơn. Hay như với Trung Quốc, cà phê của Việt Nam xuất sang thị trường này vẫn chủ yếu là cà phê Robusta dưới dạng thô, thường có giá thấp trên thị trường cà phê thế giới. Để tận dụng được thị trường Trung Quốc thì ngoài bán thô, Việt Nam cũng cần nâng cao năng lực chế biến. Trung Quốc được đánh giá là thị trường trị giá hàng trăm tỷ USD ưu thế của Việt Nam lại là nước láng giềng, lân cận nên vận chuyển thuận lợi hơn, cung đường ngắn hơn. Giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 7, thị trường tích cực, Ấn Độ, Indonesia tăng theo Việt Nam. Giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 7 trong khoảng 70.000 đến 73.500 đồng mỗi kg. Thị trường tuần này cho thấy triển vọng khá tích cực, không có quốc gia nào báo giảm. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 73.500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường đang chững lại ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép quyết định tăng lãi suất thêm 0,75%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 4 trong năm nay của Fed, đưa mức lãi suất tham chiếu tại Mỹ lên mức 2,25%, 2,5%, 2 cao nhất kể từ tháng 12 năm 2018. Trước khi có quyết định của Fed, thị trường hàng hóa nói chung, hồ tiêu nói riêng được hỗ trợ từ xu hướng đồng USD giảm nhẹ. Theo các chuyên gia, việc tăng lãi suất sẽ gây ảnh hưởng đến các quốc gia đang xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ. Vì lãi suất cao sẽ làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân Mỹ dẫn đến nhu cầu hàng ngoại sẽ giảm đi. Lãi suất cao cũng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi các nước đang phát triển để đầu tư vào thị trường Mỹ, do vậy xuất khẩu hàng hóa sẽ gặp khó khăn. Điều này được thể hiện qua con số xuất khẩu nửa đầu tháng 7 năm 2022 không mấy khả quan. Trước đó, trong tháng 6 năm 2022 thị trường Mỹ, châu Âu và Trung Quốc ít giao dịch với lượng cung từ quốc gia sản xuất giảm. Theo báo cáo của Cộng đồng Hồ Tiêu Quốc tế, thị trường tuần này cho thấy triển vọng khá tích cực, không có quốc gia nào báo giảm, sau 3 tuần không có xu hướng tăng, giá tiêu Ấn Độ phản hồi tích cực trong tuần này, trong khi đó giá tiêu đen Indonesia tiếp tục xu hướng tăng. Ở trong nước, giá tiêu Việt tăng 1.000 đến 1.500 đồng mỗi kg tùy từng địa phương so với đầu tuần. Về dài hạn, bà Fina Azura Ekaput Zihazi, Mazuki, giám đốc điều hành của Cộng đồng Hồ Tiêu Quốc tế cho hay, thị trường tiếp tục nằm trong vùng giảm giá trong quý 3 năm 2022, khi thế giới vật lộn với sự suy giảm nhu cầu vào năm 2022 do thâm hụt chuyển sang tồn kho dư thừa, đồng tiền mất giá, lạm phát. Và nhu cầu tiêu dùng thấp, cộng đồng hồ tiêu quốc tế kỳ vọng thị trường hạt tiêu sẽ ổn định và sẽ tăng lên trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.